Gì kìa? Hiếu trả tiền cho Trà đi. Này anh bảo này, 1.000 anh không lợ. 1.000 anh không lợ. Nó mà đi ra ngoài ngân hàng mà sao kê, với lại ra các cái bưu điện mà sao kê nha, nó còn phải giả anh mấy tỷ nữa cơ. Nghe này, nghe này. Nhưng mà anh là đàn ông, anh cho hết, cho hết, không để ý làm gì. Người mới là quan trọng. Tiền hôm nay không kiếm được, ngày mai ok, đúng không? Tiền hôm nay mình không kiếm được thì ngày mai kiếm. Tháng này mình không kiếm thì tháng sau. Thế thôi. Em có ở trong nhà đâu mà em biết được. Em không ở trong nhà em không biết được. Mà là không biết được thì tốt nhất là đừng có nói gì. Thấy chưa? Ra ngân hàng sao kê, ra các đường bưu điện sao kê. 4 năm bây giờ sao kê đến giờ á, ít nhất nha phải giả anh tầm 4-5 tỷ. Nhưng mà anh cho hết, cho hết luôn, cho hết luôn. Người này mới là quan trọng này. Tiền. Ok Bích Ngọc. Đấy. Nói phe đi tôi. Không thích thì đi ra chỗ khác. Thế thôi, không khiến vào đây. Yeah. Nghe nó tủng. Bảo nói phe đúng không? Ra chỗ khác nghe. À, gì à? Vàng giả inox đeo cũng được. Dây chun đeo cũng được. Sao đâu. Đúng không? Công nhận không? Inox đeo cũng được, dây chun đeo cũng được, có sao đâu. Anh dài nóng tính. Anh chào Đức Thọ nhá. Không, anh còn nóng tính đâu. Anh không nóng tính. Đây là anh đang giải thích. Anh đang giải thích với này cái bọn đầu nó còn hạn chế. Đầu nó còn hạn chế. Nó chưa mở mang cái tầm nhìn. Nó không, nó gọi là chưa mở mang được cái tầm nhìn. Chào Quang Hưng nhá. Chiếc áo phong sương. Dạo này khỏe không anh? Anh khỏe em ạ. Anh khỏe. Chào Băng Băng. Hello Băng Băng. Em gái cơm nước gì chưa Băng Băng ơi? Anh bảo là đầu nước gì chưa? Để... em nghe thấy bảo đầu chúng nó chỉ để mọc tóc thôi. Anh ạ. Gì đó? Ở đâu? Ở đâu? Mà đầu chúng nó chỉ để mọc tóc thôi. Ôi, Băng Băng mới được cửa hàng á. Bây giờ... Ôi, của Ngọc ấy kỳ vọng. Của chị Ngọc Vọng đúng không? Ngọc Vọng. Đấy, máy nó phải như của Băng Băng cái này. Máy nó phải ngọt thế chứ. Chán thật. Rét thế. Ngọc ơi, anh bảo như thế này này, bây giờ như thế này này, bây giờ Ngọc nghe anh, Ngọc tắt nguồn khởi động lại đi. Ngọc ạ, nghe anh một lần này thôi. Bây anh giờ... nghe anh Hiếu ơi. Vâng. Em khởi động lại đi. Anh mới lên đây, anh Hiếu. Anh vừa mới lên xong thì em lên. lúc anh mời em đang đi đường. À vừa xong thì anh Nai ở trên đấy. Vừa nay em Facebook nay à? Ở trên phở bò. À phở bò. Anh nay ở bên phở bò, 1.200 người vào xem, đông lắm. Hôm đó em cũng xem anh ở trên phở bò. Ôi rồi anh nay ở bên phở bò đông kinh khủng luôn. Ừ. Anh nay ở phở bò đông hơn ở TikTok. À bao bao ăn tối rồi. Nhưng mà chào Thành Văn nhé. Nếu mà trên TikTok này nó lại dễ hơn là phở bò. Phở bò chỉ mình anh ngồi nói chuyện thì không được mời được ai. đúng rồi. Phở bò có mỗi một mình anh ngồi nói chuyện thôi. Chào thợ đất, chào anh thợ đất nhá. Xin chào tất cả mọi người chào trên đường này. Chào anh Nương. Nhưng mà bị mất điện em ơi. Mất điện. Chỗ anh mất điện à? Mất điện. Thì anh đang đâu?
À, anh đang ở đâu? À, mấy anh em đang đi công việc, đang đi làm. À, à. Nhưng mà mấy đứa em không cho lên sóng được, không cho lên sóng được. Cho ngồi yên tại chỗ. Anh Hiếu gọi tên em đi. À được, thành văn đơn giản. Gì kia? Hiếu trả tiền trà đi á. Có trả tiền âm phủ. Ủa, nên hàng mã mà đấy. Vâng, mang hiểu chưa? Em bảo giờ trà thì Xuân Trường tí ơi. Rồi. Xuân Trường ơi, Xuân Trường bảo nó là lên trên hàng mã mà lấy tiền âm phủ. Ok, chào Hải Béo nhá. Chào Hải Béo. Đã bị mất điện cả nhà yêu ạ. Mất điện là có thật. Wow. Nhưng mà Băng Băng về muộn thế. Anh ơi, em ngủ ở cửa hàng. Ai dạ, ngủ cửa hàng. Máu nhờ. Không sợ gì á. Chào Hải Béo nhá, chào Hải Béo. Em ngủ 3 tối rồi. Ok, chào Mạnh Cường. Chào cả nhà yêu. Cái gì nhỉ? Xuân Trường là nói liên thiên. Comment comment câu nào ấy, câu nào hay hay một tí nào. Comment từ cùng liên thiên. Ôi ôi mẹ mày, mất điện nóng quá. Mày quá là chuyển sang 4G ấy. Nông anh ơi, cái ạc kia của em bị khóa rồi, còn mỗi cái này thôi. Sao mà bị khóa, lý do? Ở đấy thì Băng Băng có tiền cơ. Anh Hiếu là đại gia rồi, anh Hiếu thèm gì? Anh này nói thật ra nha, anh Hiếu là mãi đỉnh luôn. Cái nick TikTok đời nó bạc ơi, anh bảo này. Em nhá, anh chỉ nói với em một câu này. Bây giờ em chỉ có ăn với tu luyện đời 20 năm nữa không đuổi kịp anh. Thế thôi, anh chỉ nói mỗi câu đấy thôi. Tức là em chỉ có ăn và tu luyện cho phép 20 năm nữa không đuổi kịp được anh nhá. À đúng rồi, ăn với tu luyện. Đúng 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 đúng. Riêng cái loại ấy mà kiểu chê người lọ chê người kia, cái loại đấy là loại vét đĩa, cái loại đấy là loại không có tác dụng, hiểu chưa? À, thực ra thì sống ở đời cứ đi sân si người ta làm cái gì, khổ lắm. Đúng 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 đúng, Bằng Bằng. Cơm mình ăn, việc mình làm, cứ sân si người ta làm gì? Kể cả cái dây vàng 1 triệu, nhưng người ta kể cả người ta đi đeo cái dây lốc hoặc đeo cái dây dây xích. Xích bình thường bằng sắt cũng được, đấy là người ta thích. Đúng quan rồi. Trọng người ta thích, còn nó là cái gì đấy là việc của người ta, quan trọng cứ vào dân si khổ lắm. Gì kìa, sao bảo anh Hiếu trốn lợ á? À, thằng nào bắt được anh nhá, này thằng nào bắt được anh nhá, ngồi lau giày của anh lau sạch mới được đứng dậy. Bảo anh trốn lợ gì, bảo anh trốn lợ đúng không? Anh nợ tiền thằng nào nhá, thằng ấy bắt được anh nhá, ngồi xuống lau sạch giày đứng dậy, không thì đá thẳng mõm luôn. Sao phải trốn bố con thằng nào? Sao phải trốn? Mẹ suốt ngày ở trên đường, ngồi toàn ngã ba ngã tư, chỗ nào đông nhất thì ngồi. Sao phải trốn bố con thằng nào? Ơi, chị chào Linh Vũ. Vâng, mang hiểu chưa? Người ta đã bảo người ta đàng hoàng, người ta đứng ở chỗ bóng sáng, không phải lấp. Người ta đứng ở giữa cái cột điện đèn pha đấy. Sao vậy? Gì bà trà, nó cho mày cái sốt tì la nào không mà mày cứ nhắc đến nó. Nó là một cái loại nhá, để anh nói mày này, nó muốn là một cái loại rẻ rách, anh không để trong đầu. Mình là đàn ông, nên đi để nói nhau với đàn bà, em bị thần kinh à. Đàn ông nói nhau với đàn bà. Ui giời, đúng thật chuyện. Mày hết chuyện rồi à? Chào Hùng Sky. Đàn ông ấy,
là người ta phải nói chuyện với đàn ông. Một, em chào anh Hùng Sky. Chào Hoan Bùi nhá. Chào Hoan Bùi nhá. Chào Hoan Bùi, hôm qua Hoan Bùi trên phòng của chị cùng mấy em với chị Ngọc. Em xin chào 203 người trên phòng anh Hiếu. Mọi người đi qua nhấp thêm một hình trả tim cho anh Hiếu đi ạ. Chào Quang Hưng. Chào cả nhà chưa? Nói chung là còn đẻ được không? Xuân Trường cứ phải thử với băng một phát thì xem có đẻ được không, phải thử. Đúng rồi. Sống ở trên đời này nó có những cái thứ này này. Một là ghen ăn tức ở. Hai ấy, là nói xấu người lọ người kia ấy. Cái loại đấy gọi là cái loại rẻ rách. Cái loại đấy là gọi là thất học. Cái loại đấy nó gọi là loại khẩu nghiệp, hiểu chưa? Đấy là thực ra thì anh ạ. Đây. Anh Hiếu ơi, ở trên đây. Gọi là ở cái mạng xã hội này này. Đấy. 100 người thì có người ghét người yêu. Đấy. Mình cứ nói đơn giản như cái ông Minh Tuệ thôi. Ông có chả dân si với ai, ông chả động đến ai mà nhiều người dân si với ông ấy. Đấy, mình chỉ nói đơn giản đấy. Đấy. Mà ông ấy cũng chả có cái gì trên người. Tiền vàng không có, nhà cửa không, cứ đi trên đường thôi mà người ta cũng sân si. Anh đã, không hơn nữa là anh đã có tiền, có xe, có nhà đẹp thì người ta sân si là cái chuyện bình thường, nên không phải nói. Anh kể cho Băng Băng nghe, những người ca sĩ, diễn viên, những đại gia ở trong đất nước Việt Nam này, tức là những người mà thành công thật sự đấy, vẫn còn bị người ta tô xích. Mình chả là cái gì Băng Băng ạ? Chả là cái gì không? Bây giờ nhá, bây giờ em chỉ cần nói rất cái đơn giản đúng không? Ông thầy Minh Tuệ, trên người ông chỉ có mỗi cái áo ông rách thôi, có mỗi nồi cơm điện thôi. Thế còn không có một cái thứ gì mà người đời còn sân si. Đúng nữa rồi. Là mình, đúng rồi. Mình chỉ cần nói đơn giản như thế thôi. Đúng rồi. Còn đâu là mình không cần nói gì cả. Mình lại ví dụ là mình chỉ cần mình có một tiếng nói một chút này, mình có một tí tiền một cái nào đầy người ta giận si ngay. <Đúng rồi. cười> Anh kết áo Băng Băng. Anh ơi này. Ô, chính cái áo đấy đẹp Băng Băng ạ. Vâng. Áo đấy đẹp. Em ngồi ở nhà em mặc này cho nó mát. Nó rất là kín đáo nhá. Mặc cái đấy rất kín đáo luôn. Đây nó cũng lịch sự đây, nó cũng không lịch phải sự. Hở á. Đúng rồi. Tức là nó vừa là lịch sự vừa là kín đáo. Gọi là hở hở một tí nhưng không đến nỗi hở quá. Không lịch sự mà, vừa lịch sự vừa kín đáo. Em chào 216 người. Anh em mình một Hùng. Đúng áo Hùng. Băng Băng ơi, Hùng nó bảo là áo gì kia. Đúng áo thiếu vải. Áo thiếu vải. Như áo sư Minh Tuệ. Anh cho em tiền em mua cho thêm vải để em vá đấy. Hùng nó bảo áo thiếu vải đấy. Áo thiếu vải như thầy Minh Tuệ. Anh em mình chủ đề. Cảm ơn Hoan Bùi nhá. Tí về Hồng. Nhưng mà cái Ngọc có đi đâu rồi ấy? Ngọc có đi đâu ấy? Ngọc chưa thấy nên nhỉ? Ngọc đi đâu mất rồi. Chả thấy Ngọc đâu cả. Ngọc ơi! Ngọc ơi! Ông làm gì tìm? Em chào anh Hiếu ạ. Anh chào Băng Băng thiếu vải. Vâng, em chào anh Hùng. Ôi, em chào anh Trường nhá. Hello sư huynh. Em mà đi lễ về đến đây. Nay đi lễ ở đâu Hùng ơi? Em đi lễ Thác Bờ anh ơi. Ôi chúa Thác Bờ thiêng lắm nha Băng Băng ạ. Anh hiểu chưa? Ơ rồi. Hello. Em chào anh Tuấn. Anh hiểu nhà phong bổ quá. Ok, chào cả nhà nhé. Chào Thanh Đạt. Ôi, chúa Thác Bờ thiêng dã man luôn ấy ạ, Băng Băng ạ. Anh ơi, chúa Thác Bờ đâu?
Chúa thác bờ trên Hòa Bình. Hôm nay em ăn con 2882 có hai nháy thôi anh ơi. Chúc mừng. Biển 28, biển 28. Chúc mừng. Con 822 nháy. Đánh 28 nhưng mà lộ 82 nhưng mà may là bà thương bà lại cho thêm một nháy nữa. 2882 là Hòa Bình đấy. Anh ơi. Anh. Nhưng mà em phang lặng em phang lặng con 28 lót con 82 nhưng mà bà vẫn cho. Anh Hùng ơi, anh Hùng. Hôm nay dỗ bà mẹ chồng em đánh con 28 để 50.000 nó về 29. 28 về 29, anh đánh cả lô lẫn đề 28 29. Không, em không nô đề đâu, em không đánh nô, nhưng mà em đánh đề. Em đánh 50.000 còn 29, 28 nó về 29. Thế à? Cho về không nghe. Anh Hiếu ơi, em đi về đây. Hôm, ok, em ra em vừa nhậu xong. Ok, rồi ok, em ra, em ra đi nhá. Em chúc cả nhà đi may mắn nhá. Ok, vâng, ok, ngay. Ok Hồng. Bye. Chúa thắc mờ. Chúa thắc mờ. Hôm nay dỗ bà mẹ, mẹ chồng em. Vâng. Anh vừa live stream ở bên bếp Rồng. Gần 1k người xem, đông quá anh phải tắt bỏ. Tắt bỏ thì sang TikTok tí. Bằng Lăng ăn cơm chưa? Cơm nước gì chưa em? Cơm nước gì chưa? Đấy. Rồi, em cảm ơn chị Thanh Bình nhá. Em cảm ơn chị gái. Em chúc chị Bình buổi tối vui vẻ nhá. Hôm nay bắt trận Lào á. Chào Sơn Thủy nhá. Chúc Sơn Thủy buổi tối vui vẻ nhá. Anh cái món bóng đá, bóng đủng anh không có cá độ bao giờ. Từ thời bé đến giờ chưa mất 1.000 nào luôn. Kể cả 1.000 luôn. Xem thì thỉnh thoảng thôi. Anh thỉnh thoảng có cái. Phúc ơi, thỉnh thoảng. Anh thỉnh thoảng có cái thôi. Ok Huy. Hello rồi Huy. Huy làm gì mà mất tích đâu, lâu lắm hôm nay thấy Huy lên mạng đấy hả Huy ơi? Hả Huy ơi? Huy đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Gì? Đang làm gì đấy? Gì? Chị Trà đang nói anh kìa. Anh không chấp cái loại ghen ăn tức ở đấy em ơi. Cái loại đấy anh không để trong đầu. Anh không để trong đầu. Cái mình để trong đầu ấy là ngày mai làm gì, ra bao nhiêu tiền, thấy chưa? Đi ăn ở đâu, đi du lịch ở đâu, đi lễ ở đâu. Cái đấy là cái đẳng cấp. Để ý làm gì ba cái chuyện ấy em. Thế à, không để ý, bỏ qua đi. Đường dài thì mới biết ngựa hay. Phải là đường dài thì mới biết ngựa hay, hiểu chưa? Hello Nhi. Nhi đang làm gì Nhi ơi? Lâu rồi không gặp á. Có tình cảm vẫn like suốt mà. À em đang nghe nhạc. Chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, mát mẻ và thật hạnh phúc. Đấy, những ai mà đang buồn, đang chán, đang thất tình, mới chia tay người yêu, vào hết đây cho vui. Đúng không cả nhà? À em đang ngồi nhìn anh á. Thế à?
vẫn đang ở Việt Nam hay là đi sang bên nước ngoài rồi hả Nhi? Vẫn đang ở Việt Nam hay là sang nước ngoài rồi? Đêm nay hai Nhi, hai Nhi, anh chào hai Nhi nhá. Ui rồi, hai người tên là Nhi ở cùng một chỗ. Hai người tên là Nhi ở cùng một chỗ. Nguyễn Nhi, anh chào Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi này, đứa em anh cũng là Nhi, Nhi Việt Nam ấy. Nguyễn Nhi. Tên là Nhi dễ gần lắm. Tên là Nhi là sống tình cảm, dễ gần, uy tín. Dạ, đúng không? Anh giờ làm bên bất động sản rồi Nhi ơi. Anh bây giờ anh chuyển sang anh làm bên bất động sản rồi. Chào anh thợ đất nhá. Sao lại đặt tên là anh thợ đất thế? Sao lại đặt là anh thợ đất thế? Ok em gái. Chúc anh thợ đất buổi tối vui vẻ nhá. Không bán nước hoa nữa à? Anh gần Tết. Gần Tết. Vào đầu tháng 8. Đầu tháng 8 thì bán nó chạy. Mùa hè này bán chậm. Mùa hè ấy, bán nó chậm lắm. Bán chạy nhất là vào đầu tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Mấy tháng đấy là bán chạy nhất. Lâu rồi không gặp anh thế à. Anh cảm ơn em. Chào Hiếu Lê nhá. Chào Hiếu Lê. Ai nói xấu mình cũng được, không quan trọng. Bởi ngày nào mình cũng tắm mà. Cơm thì ba bữa, quần áo thì không bụng không rét. Đấy. Thích ăn đâu thì ăn, chơi đâu thì chơi. Cuộc sống như thế là sướng rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa. Ok, Phú Hữu Lê, hãy chúc em buổi tối vui vẻ nhé. Nhiều người ước mơ. Sao? Bây giờ anh mình xúc đất. Chào cả nhà nhá. Người ta nói xấu thì người ta nghe em ơi. Người ta nói xấu thì người ta nghe, chứ mình không có nghe. Em hiểu chưa? Mình phải là mình. Đấy. Cơm của ai người đấy ăn, việc của ai người đấy làm, lộc của ai người đấy hưởng. Thế thôi. Có nằm ở trong chăn ấy thì mới biết được chăn nó có giận. Chứ còn bên ngoài là chỉ có nghe và nghe thôi. Em hiểu chưa? Thế làm sao mà nhìn thấu được? Không nhìn thấu được, làm sao mà nhìn thấu được. Anh chào Bích Ngờ.